ơi, hôm nay nha, anh gấu đỏ ra ngoài từ rất là sớm. Không biết là anh đấy ra ngoài có việc gì luôn, nhưng anh đấy đi sớm cực kỳ luôn. Anh đấy ra ngoài xong anh đấy gọi điện về với mình, anh đấy bảo là ra chỗ anh đấy gặp có việc gấp. Mà không biết là việc gấp của anh đấy là gì, bắt buộc phải ra ngay và luôn cơ. Bây giờ các bạn hãy cùng ra với mình nhá, xem anh đấy có điều gì bí mật hay là điều gì quan trọng mà bảo mình nhở. Đi thôi. Ấy, anh gấu đỏ ơi, không biết là có chuyện gì mà anh đấy lại gọi mình ra gấp như vậy. Em đây, có chuyện gì đấy anh? Anh có cái gì đây? Tháng này đi qua đây thế là thấy có một con cún ở trong này em ạ. Con cún? Wow. Anh mới đầu đi qua anh nhìn thấy loáng thoáng có chữ hãy giúp tôi. Hãy giúp tôi này. Anh còn tưởng là đứa trẻ con nào nó kêu cơ. Thế mà anh đến lại gần thấy có con cún ở trong này. Đây là con cún. Wow. Rất là đẹp luôn. Đúng rồi, một em cún. Ôi, trời lạnh như thế này các bạn ạ. Mà em cún này không biết là ai lại để ở đây nữa. Mà anh thấy như kiểu là con cún này nó đang run hay sao ấy. Đúng rồi, tất nhiên là em đấy phải run chứ. Hãy giúp tôi này. Ôi, không biết là đây là ai viết đây nhở? Chắc là chủ cũ của em đấy. Không biết là sợ hay là rét mà run cầm cập ấy. Ôi, em đấy đang run thật đấy anh ạ. Ôi, đầu em đấy cúi gằm xuống luôn ấy. Mà trời lạnh như thế này nữa, em đấy phải ngồi đây lạnh lắm nhở. Không biết ai không nuôi được mà lại để em cún này ra đây nhở. Nhưng ít ra chủ của em đấy vẫn còn rất là tốt, vì là hãy giúp tôi này. Còn có người đi qua ấy, người ta còn biết, người ta còn cứu chứ. Tại vì anh nghĩ là cũng có rất nhiều người thích nuôi cún ấy. Em bắt cún này ra xem nào. Ra đây với chị nhá. Em nhá. Ui, khổ thân thế nhở. Ui em lạnh lắm này. Thế nào em? Em ơi, em run à? Ui lạnh quá anh ạ. Lạnh quá nên là em cún này đang rất là run anh ạ. Ui, lại trông em đấy rất là gầy gò nữa. Khéo khi em đấy biết đâu cái làn này để đây rất là lâu rồi nên là em đấy mấy hôm rồi mới được ăn nhở. Chắc là đang run ấy. Có khi là em cún này cũng sợ nữa. Sợ người lạ ấy. À, khéo khi này nhìn em này còi còi như này chắc là lâu lắm mà chưa có gì để ăn ấy anh ạ. Không biết được là cái làn này để từ lúc nào. Có khi từ đêm hôm qua hoặc là sáng sớm nay. Nhìn mặt em buồn buồn á. Bây giờ mình phải giải quyết như thế nào anh cứ đỏ? Nhìn khổ quá nhỉ. Nhìn rất là thương luôn. Thế em có muốn bắt em cún này về nuôi không? Nếu mà không nuôi được thì để cho người khác nuôi. Còn nếu mà em thích thì chúng mình mang về nuôi. Em nghĩ là chúng mình mang về nuôi đấy. Em tại thích vì... à? Đúng rồi, vì dù sao đi chăng nữa ấy, thì mình chăm sóc cũng yên tâm hơn nữa. Nếu mà để cho một người khác ấy, chẳng may chủ đấy của em đấy không thích em đấy nữa ấy, cũng lại để em đấy ra ngoài như thế này thì em đấy chả buồn. Nên là điều gì đã làm em đấy sợ như thế này nhở? Anh nghĩ là một là mình là người lạ này, hai là trời đang rất là lạnh nên là cũng run ấy, với lại có khi là đói nữa. Lát nữa về mình sẽ mua một cái gì cho cún này ăn nhá. Đúng rồi, tí nữa về với chị sẽ chăm sóc em nhá. Nhìn ánh mắt này, ánh mắt rất là buồn luôn. Các bạn ơi, vậy là Hà Sam đã có thêm thành viên mới rồi. Yeah, em sẽ mang về nuôi ấy. Cái cún này màu gì nhỉ em nhỉ? Đây là màu kiểu như màu lông chuột ý. Màu xám xám đúng không? Xám xám vàng này. Rồi đây là một chú cún đực này. Em ơi, về với chị nha. Về với chị cho ăn nha, chị cho uống sữa nha. Kiểu này là không thích Hà Sam rồi. Sao lại không thích em? Mặt buồn thỉu buồn thiu này. Cái này đi, cái này đi. Về đi anh đi, về cho cún ăn đi, không cún đói đấy. Về nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình và anh gấu đỏ sẽ mang em cún này về nhà nha, để chăm sóc nha. Và em này là em cún đực, nên là mình sẽ đặt một cái tên để phù hợp với em đấy. Tên gì được nhỉ? Mình sẽ đặt tên em đấy là Bóp đi. Đó, em thích, em có thích tên Bóp không em ơi? Không biết chú cún này được mấy tháng tuổi nhỉ? Anh nghĩ là chắc được tầm 2-3 tháng rồi ấy nhỉ? Thế á? Em cũng không biết đâu. Chắc là ăn được cơm rồi đấy. Thế đi, bây giờ mình về rồi mình xem có món gì ngon mình cho em cún này ăn nhá. Cho ăn một bữa thịt soạn luôn. Thịt soạn nha. Đi thôi. Về nhà chị rồi. Thích không? Không được run nữa nhá. Về nhà là cũng ấm hơn đấy anh gấu đỏ ạ. Tất nhiên, ở nhà mình ấm hơn mà khuất gió hơn. Đúng rồi, thế nên là em Bóp này có thấy em đấy run như đấy đâu. Nãy chắc là ở ngoài nó cũng lạnh nữa. Vậy ở nhà nó ấm áp nên là em đấy cũng ấy hơn. Bây giờ em sẽ đi lấy đồ ăn để cho em đấy ăn nhá. Nhưng mà sao em Bóp này mặt cứ quay đi nhỉ? Có vẻ là ngại ngùng à? Ngại ngùng. Không được ngại ai nhỉ? Mới lại bây giờ em mới về nên là em vẫn ngại đấy. Nhờ, bây giờ chị đi lấy đồ ăn cho em nhá. Em ngồi đây đợi chị tí. Các bạn ơi, mình đã chuẩn bị đồ ăn cho em Bóp đây này. Nhìn ngon và hấp dẫn không? Kéo khi chính mình vẫn còn rất là thích đồ ăn này ấy. Thế nhưng mà đây là bữa đầu tiên em Bóp về nhà.
nên là mình đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn một tí để bù đắp, biết đâu mấy ngày rồi em đấy mới được ăn thì sao, nên là phải bù đắp cho em đấy. Thế còn chắc là từ bữa sau không được ngon như thế này đâu bố ạ. Bây giờ bốc ăn nha. Bố ơi thơm không này, thơm không? Ú, sao thế, sao lại run thế? Bây không giờ... biết là bố còn dám ăn đâu nhỉ, nhìn có vẻ vẫn đang ngại ngùng lắm. Bố ơi, bây giờ ăn nha. Bây giờ bố thích ăn cái gì nào? Bố thích ăn cái này không? Để chị lấy ra cho bố ăn nha. Bên kia này anh còn thích ăn nữa là. Đúng rồi. Chị Hà Sam cũng rất thích ăn đấy bố ạ. Úi giời rồi. Bố ơi. Ngại quá không dám ăn rồi. Thôi từ từ đã, để cái này xem ai. Bố đã ôi run. Ôi, sao thế? Sao chưa... bố run thế? Bố sợ à? Có vẻ chưa quen với ngôi nhà mới. Bố ngửi này, Ê, bố ngửi đi. Ngửi đi đồ ăn này, ngon mà em. Em ăn đi. Bố ăn đi. Bố em ăn cứ đi. Để đây. Ôi rồi, ngại quá. Hay là bây giờ bố mới về nên là bố còn sợ nhỉ? Hay là có em ngồi đây nên là bố sợ nhỉ? Hay là em thử đứng trên cái đây xem nào. Đứng trên xem này. Bố ơi ăn đi. Bén lẽn, lần đầu gia nhập gia đình. Bố ăn đi. Bốp sợ à? Sao bốp sợ đấy anh ạ? Ú, không biết bốp đi đâu nhở? Hay là bốp khát nước hả anh? Ui. Có vẻ đi tìm nước uống rồi. Hay là đang quan sát xem là xung quanh có gì không? Có vẻ cái gì cũng mới lạ nhỉ? Đúng rồi, em đã nhìn mọi thứ xung quanh mới lạ luôn. Nhưng mà em thấy em bốp thế này là cũng hơi bị bạo rồi đấy. Tại vì nhiều em cún ấy mới về nhà là không dám đi đâu đâu, chỉ dám đứng một chỗ thôi ạ. Hình như là đang trốn chúng mình hay Hà Sam ạ. Trốn á? Ừ. Em nghĩ không phải đâu. Em đấy đi, em đấy ngửi mọi thứ xung quanh mà. Ngửi hoa, ngửi quả kìa. Trốn rồi, đấy chứ nằm nguyên ở trong góc kia luôn kìa. Đấy, trốn rồi. Bốp ơi. Ra đây. Chắc là cũng còn chưa quen với tên của mình, nghe nó mới lạ quá. Gọi còn tưởng là gọi ai. Ăn đi. Bốp ơi, ăn đi nha. Đấy. Ừ, đúng rồi, em đấy mới nói. Chứng tỏ là anh cấu đỏ này chăm em đấy rất là mát tay. Trong một lúc gọi là bỡ ngỡ. Nhưng mà có vẻ là hay là chưa thích ăn món này nhỉ? Em đấy chỉ liếm liếm thôi mà em đấy không ăn nhỉ? Ăn cho không? Em đấy ngửi trước đi, cho em ngửi trước đi. Ăn không? Ăn đi. Có vẻ là vẫn còn bỡ ngỡ ngại ngùng lắm em ạ. Ăn đi nhá. Không ăn rồi. Không ăn à? Cho ăn một cái đùi gà này đi. À. Ăn đi nhá. Úi. Ngửi. Ngửi mà không ăn à? Úi. Anh nghĩ là chưa quen thôi. Anh nghĩ là để một lúc nữa em bố mày sẽ ăn đấy. Ăn đi nha. Sau này anh gấu đỏ sẽ mang em bóp đi tắm nha, cho sạch sẽ nha. Ôi, ăn rồi. Các bạn ơi, nhìn kìa, bóp ăn rồi kìa. Chứng tỏ là bóp này rất là khôn mồm. Thích ăn đùi gà thôi. Viên chiên không thích ăn nhá. Chỉ thích ăn đùi gà thôi. Đấy, thấy chưa, các bạn nhìn thấy chưa. Bóp ăn rồi, bóp đói mị. Anh à, đùi gà đấy có vẻ là sợ nó to quá không? Thì mình có phải cắt nhỏ không hả anh gấu đỏ? Thôi, lát nữa ăn hết cái da ở bên ngoài rồi mình cắt nhỏ ra cũng được. Rồi, cuối cùng em ấy cũng đã ăn rồi đấy, bắt đầu hòa nhập dần đấy. Đúng rồi, bắt đầu không sợ rồi. Hòa nhập dần với gia đình Hà Sam rồi. Bốc ăn gì à? Không ăn tài nhá. Các bạn ơi, vậy là sau một hồi làm quen thì là em Bốc nhà ta đã hòa nhập với gia đình Hà Sam rồi. Tới mình sẽ làm rất nhiều video về cuộc sống và sự lớn lên dần dần của em Bốp với gia đình Hà Sam nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở